Xin chào các bạn. Video hôm nay mình sẽ gia công mới phần trục vít của hộp số giảm tốc. Trong quá trình vận hành nó bị mòn hết răng như các bạn đã thấy ở đây. Ok, hãy cùng xem mình gia công nó như thế nào nhé. Về phần phôi để gia công trục vít này, mình sẽ tận dụng lại phần cốt máy khác bị gãy có kích thước lớn hơn. Sau khi mình tiến thô chiều dài và kích thước của trục vít thì mình sẽ chuyển máy để vớt tinh lại và chạy bước ren. Bởi vì máy mình chạy hiện tại không có bước ren mà mình muốn. Mình sẽ hàn thêm một chốt định vị ở đầu trục như thế này để khi mình chạy ren trên máy tiện sẽ không bị xoay trục vít. Bây giờ mình sẽ tiện tinh lại các kích thước của trục.
Bảng điều chỉnh các bước răng này có 3 hệ. Đầu tiên là hệ Minimet, tiếp theo là hệ Inc và cuối cùng là hệ Module. Mình cần điều chỉnh để chạy Module 4.5. Module này nằm trong bảng 6-1. Các tay gạt chữ cái lần lượt là A, D, E, L và tay gạt số là 2. Trước tiên, mình sẽ dùng dao tiện nhọn hợp kim để chạy phá thô chiều sâu và chiều rộng của răng trước. Sau khi chạy ren phá thô xong, mình sẽ dùng thép gió HSS loại 20x20 và mình đã mài nó theo dao lan răng module 4.5. Mình sẽ dùng dao này để chạy láng lại răng. Sau khi răng đã đủ chiều sâu thì mình sẽ tiện vát lại các cạnh bén của răng. Bước cuối cùng là mình sẽ phay rãnh chốt cavet. Trục vít này mình sẽ không xử lý nhiệt vì nó lăn trên nhông đồng. Nếu xử lý nhiệt cứng thì nhông đồng sẽ bị mau hỏng. Còn nếu trục vít mà lăn vào nhông thép thì mình phải xử lý nhiệt. Bây giờ mình sẽ vệ sinh hộp số để lắp nhông đồng và trục vít vào. Về phần video gia công nhông đồng để ăn vào trục vít này, do mình chưa thể ghi hình lại, hy vọng video sau mình có thể ghi hình lại được và chia sẻ cho mọi người.
Ok, như vậy là mình đã ráp xong. Hộp số giảm tốc này cần châm thêm nhớt là có thể sử dụng được. Video của mình sẽ kết thúc ở đây. Nếu mà các bạn có thắc mắc hay góp ý gì thì hãy bình luận ở phía dưới. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Bye bye.